Người phụ nữ đáng thương này bị người dân trong vùng gọi là quá phụ hắc ám. Ba người chồng trước của cô đều chết. Một loạt bi kịch xảy ra khiến gia đình này tan nát. Chỉ còn cô và hai người con gái nương tựa vào nhau mà sống. Người phụ nữ này tin rằng bản thân đã bị nguyền rủa bởi một quá phụ hắc ám. Cô tìm đến các nhà tâm linh, hy vọng họ có thể vén bức màn sự thật đằng sau những thảm kịch. Chương trình đã chuẩn bị di vật của những người chồng để xem các nhà tâm linh dựa vào những đồ này có thể tìm ra được những gì. Người đầu tiên là bà Katha. Bà cầm từng di vật của các ông chồng lên. Bà thậm chí còn nói chính xác ngoại hình của từng người chồng. Và sau đó bà nói ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên. Người phụ nữ cũng xác nhận, đúng là sau khi những người chồng chuyển đến đây mới chết liên tiếp. Bà Katha yêu cầu người phụ nữ một chiếc đĩa nhỏ. Bọn họ cùng đến phòng bếp, bắt đầu cùng cuộc thương lượng với thần nhà. Không biết điều này rốt cuộc có tác dụng không? Vẫn là xem các nhà tâm linh tiếp theo có thể phát hiện ra điều mới gì. Nhà tâm linh tiếp theo chính là Zuila. Câu đầu tiên cô nói khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Để xác minh lời nói của Julia, hôm sau tổ chương trình nhanh chóng đến phần mộ của người đàn ông. Cảnh trước mặt giống hệt như Julia miêu tả. Julia chỉ vào chiếc chìa khóa trên bàn. Lời nói của cô càng khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Chuyện này người phụ nữ không hề nói với bất kỳ ai. Không biết tại sao Julia làm cách có thể biết. Julia cầm chiếc áo sơ mi của người chồng đầu tiên lên. Cô bắt đầu hỏi cô con gái. До съемок я много, может быть, даже постоянно носил бы одежду. То есть, не знаю, там домашние шорты, там рубашки и так далее. А почему нельзя? Потому что нельзя вещи мертвых носить. Никому. Это ее отец. Lời nói của Julia khiến mọi người sởn tóc gáy. Здесь есть еще один мужчина. Мужчина какой? Мертвый. Кто здесь умер? Прям в доме умер? Умер здесь кто-то? Ну да. Он повесился? Угу. В этом доме? Угу. Cô thậm chí còn chỉ đúng chỗ người đàn ông đã tự sát. Người đàn ông tự sát là chủ nhân đầu tiên của căn nhà này. Julia cho rằng nguyên nhân gây ra loạt chuyện bi thảm chính là vì chủ cũ của căn nhà này coi người phụ nữ là vợ của mình. Ông ta không cho phép những người đàn ông khác đến gần cô. Cách giải quyết vấn đề này là người phụ nữ phải giải thích rõ ràng với chủ nhân của căn nhà. Nhưng người phụ nữ hoảng sợ nên từ chối. Julia với điều này cũng bất lực. Càng khiến mọi người sợ hãi là hôm sau khi thử thách kết thúc. Ну тоже где-то на второй день. Да. У меня лампа направлена к стене. Через лучи я видел, как мне вот кто-то вот так помахал. Nhà tâm linh tiếp theo biểu hiện không tốt, không thể nói ra ý nghĩa của di vật. Người cuối cùng thử thách là phù thủy để nhìn rõ câu chuyện đằng sau các di vật. Phù thủy cần bước vào thế giới âm và lần này ngoài việc dùng gương để phản chiếu, cô vẫn cần một vài thứ nữa. Испуганные мать и дочь смотрели, как ведьма готовится к своему страшному ритуалу. Thông qua chiếc gương, phù thủy nhìn thấy được tất cả người trong gia đình. Сильная боль в груди. Даже не знаю,
как так может быть? Ему хорошо, потом вдруг ему плохо. Я не знала, может быть, она что-то не договаривает, но там что-то не так. Потому что мои ощущения были очень странными. Я не стала этого слова говорить. Там люди же к таким эротическим ощущениям. Как оказалось, ощущения не обманули Татьяну. Говорила Татьяна, что про смерть первого мужа. Сначала ему хорошо, а потом Новый год. То есть сначала им было хорошо, Новый год же. Ребенок, иди. Чем в субботу утром можно заниматься наедине с любимым? Оттуда и скачок давления. То есть скачок давления случился из-за того, что вы занимались любовью? Но это шокирующее признание мы услышали позже. А пока ведьма подбиралась к секретам, связанным со вторым мужем. По ощущениям, он как папаша. А чей он папаша? Подождите, дайте мне разобраться, я сама не понимаю, мне очень трудно. Не понимали и мы, ведь общих детей у Гали с Александром не было. Но ясновидящая чувствовала, когда мужчина попал в аварию, кто-то еще оплакивал его смерть. Почему-то женщина полная плачет. Это не... Это было невероятно. А Ларина уже взяла в руки вещь третьего мужа. Я сначала подумала, что это молодой человек вашей дочери, потому что он совсем молод, совсем. Ну, сколько ему? Ну, что-то там максимум 21. Вы шалунья, конечно. Вы знали, что он должен умереть? А почему она вдруг знала об этом? Он был завистлив. Он как бы гнался за эйфорией, а догнал смерть. Không ai biết những bí mật ẩn giấu này ngoại trừ người phụ nữ, chẳng hạn đám tang của người chồng thứ hai do vợ cũ lo liệu. Vì vậy, trong đám tang của người đàn ông, cô ấy ở trong xe nhìn từ xa. Điều này giống hệt như những gì Julie đã nói trước đây, mà liên quan đến lời nguyền quả phụ hắc ám. Запущена после смерти вашей сосала энергии. Все. Как вампир. Но ведьма была уверена, остановить череду смертей возможно. Вам просто нужен человек, который будет у вас намного сильнее. Мужчина должен иметь отношение к физическому труду. И вы будете отдавать энергию, потому что у вас немерено ее. И у вас этим человеком... Cuối cùng, phù thủy nói rằng cuộc sống của phụ nữ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn nghĩ nhà tâm linh nào mới chính xác?